hé lộ tính cách thực sự của Địch Đệ Nhiệt Ba, khác hẳn những gì khán giả tưởng tượng qua ngoại hình. Vào nghề đã 8 năm nhưng Địch Đệ Nhiệt Ba chưa từng công khai hẹn hò một lần nào, nguyên nhân một phần nằm ở tính cách của cô. Hoạt động trong làng giải trí đã 8 năm và từng vướng tin đồn hẹn hò với Trần Vĩ Đình, Lộc Hàm hay Hoàng Cảnh Du. Nhưng cho đến nay Địch Đệ Nhiệt Ba vẫn là quý cô độc thân vui vẻ. Chính điều này khiến công chúng rất tò mò về đời sống tình cảm của nàng mỹ nữ Tân Cương và không biết bến đỗ hạnh phúc của cô trong tương lai sẽ là người như thế nào. Trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh hay Người Tình Kim Cương, nhân vật mà Địch Đệ Nhiệt Ba đảm nhận đều là những cô gái chủ động, can đảm và dám nghĩ dám làm. Nhưng ngoài đời lại khác hẳn khi người đẹp thừa nhận bản thân là người luôn ở thế bị động. Trả lời phỏng vấn, Địch Đệ Nhiệt Ba cho biết, cô là người sống rất nội tâm, không giỏi giao tiếp và thiếu sự tự tin trong chuyện tình cảm. Việc lo lắng và sợ người ta không thích mình đã khiến Địch Đệ Nhiệt Ba dù gặp được người mình thích nhưng lại chẳng dám chủ động theo đuổi. Có lẽ vì những lý do trên đã khiến Địch Đệ Nhiệt Ba vẫn độc thân suốt những năm qua dù là một mỹ nhân xinh đẹp và tài năng. Không chỉ vậy, nữ diễn viên Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh cũng tự đặt ra một số yêu cầu nhất định trong việc tìm kiếm người yêu. Người phù hợp sẽ giúp bạn tạo nên một câu chuyện cổ tích khác. Hy vọng trong tình yêu hai người sẽ bình đẳng và tương đồng, sẽ trao đổi tình cảm của bản thân và đây sẽ là một mối quan hệ lành mạnh. Ngoài ra, Địch Đệ Nhiệt Ba cũng thừa nhận rằng có những lúc cô rất muốn được che chở, chỉ mong tương lai sẽ tìm được ý người khiến cô toàn tâm toàn ý. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PPLog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!